mưa gì nó cũng chịu được hết trơn á. Bởi vì mình sẽ ít tốn thời gian chăm sóc luôn. Mấy anh chị nào gần tới lễ à, mình có thi công công trình đó cả nhà, thì mình liên hệ ngay đến số hotline 0918708965 nha cả nhà ơi. Hàng rất là đẹp luôn cả nhà ơi, cây đang phát triển cực kỳ tốt nha cả nhà. Đó, thì đa số mặt hàng ở đây là cái hàng bầu ha, một bầu như thế này. Khi mà quý vị mua thì chúng em sẽ bứng bầu lên về giao cho quý anh chị, bó lại cẩn thận để giao cho quý anh chị về chúng ta thi công công trình, chúng ta trang trí cho cái sân vườn chúng ta đẹp hơn nha. Hello cả nhà yêu, chào mừng cả nhà đến với Hoa Kiển Hùng Thi. Đó cả nhà, hôm nay tôi sẽ vào vườn quay cho cả nhà một mặt hàng rất là đẹp luôn nha cả nhà, mà đặc biệt là hàng này đang rất là hút luôn. Đó là mặt hàng phát tài núi nha cả nhà ơi. Mình có thể mình trồng những cái công viên, công sở, mình trồng những cái lối đi của sân vườn, khuôn viên biệt thự của mình rất là tuyệt vời luôn. Đặc biệt là hàng này rất là dễ chăm sóc nha cả nhà ơi. Đó, quý vị có thể thấy cái mặt hàng phát tài núi này hiện tại là đủ size cỡ cho mình lựa chọn. Và hiện tại cái lô này là cái lô cây me lóng của nó là tầm khoảng 20 xăng đến 30 xăng này quý vị có thể thấy đó, rất là đẹp luôn. Những cây phát tài núi này về chúng ta trang trí những cái công viên, công sở hay là những cái nội thất gia đình chúng ta ha, nó mang lại cái sự tài lộc, phát tài phát lộc và cái sự may mắn, cái điều tốt lành nhất đến tài cái gia chủ khi mà trồng những cái cây phát tài núi như thế này ha. À, quý vị có thể thấy nó nở ra như một cái bông hoa như thế này. Và quý vị ơi, thì quý vị cứ yên tâm, khi mà cái phần mà lá này là nó vàng á, nó sẽ rụng đi và phía trên nó sẽ mọc ra những cái chồi non mới nè, quý vị có thể thấy. Thì yên tâm nha. Đó. Khi mà lá già đi thì sẽ có lá non mọc lên. Đó, khi mà tại vì nếu nó già quá thì nó sẽ rụng xuống. Đó thì anh chị cứ yên tâm, nó mọc rất là đẹp luôn, nó nở ra như một cái bông hoa như thế này. Thì nhanh tay liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi 0918708965 ha. Đó cả nhà ơi, thì ngoài mặt hàng phát tài núi này ra thì bên Hoa Kiển Hùng Thi còn nhận cung cấp một số mặt hàng cái công trình có hoa khác, như là những cái quỳnh anh vàng, quỳnh anh tím, cẩm tú mai, mai vạn phúc, hồng phụng và những dừa cạn siêu bông và những cái lời tây, lời trà, rất là nhiều chủng loại hàng luôn nha cả nhà ơi. Đặc biệt là tụi cả nhà mua số lượng lớn thì tụi em sẽ để giá yêu thương cho cả nhà luôn. Đó, rất là nhiều cái mặt hàng cái công trình có hoa. Và những cái ngoài mặt hàng đó thì chúng em còn cung cấp một số cái mặt hàng cây phong thủy như là phú quý hồng, phú quý đỏ, rồi hồng ngân, lập son, vạn kim, ngàn sao, đô la, vân vân, rất là nhiều cái mặt hàng chủng loại luôn, hàng trăm, hàng ngàn loại cái mặt hàng đó. Và chúng em còn cung cấp một số mặt hàng cỏ thảm như là cỏ nhung nhật nè, cỏ lá gừng ta, cỏ lá gừng thái, cỏ xíu chi, cỏ đậu phộng để về cho chúng ta trang trí cho cái mặt đất chúng ta thêm đẹp hơn. Và quý vị có thể thấy đây là một cái lô cây rất là đẹp như thế này luôn nè. Đó ha, quá tuyệt vời luôn quý vị ơi, đủ size cỡ cho mình lựa chọn luôn nha. Wow, quá là tuyệt vời cả nhà ơi. Đó, hàng đang phát triển cực kỳ tốt luôn nha cả nhà. Đặc biệt là phát tài núi này nè cả nhà, nó là dạng thân gỗ nên cái sức sống của nó rất là bền bỉ luôn, nắng mưa gì nó cũng chịu được hết trơn á. Bởi vì mình sẽ ít tốn thời gian chăm sóc luôn. Bên anh chị nào gần tới lễ à, mình có thi công công trình đó cả nhà, thì mình liên hệ ngay đến số hotline 0918708965 nha cả nhà ơi. Hàng rất là đẹp luôn cả nhà ơi, cây đang phát triển cực kỳ tốt luôn nha cả nhà. Đó, thì đa số mặt hàng ở đây là cái hàng bầu ha, một bầu như thế này. Khi mà quý vị mua thì chúng em sẽ bứng bầu lên về giao cho quý anh chị, bó lại cẩn thận để giao cho quý anh chị về chúng ta thi công công trình, chúng ta trang trí cho cái sân vườn chúng ta đẹp hơn nha. Đó, cây đang rất là đẹp luôn, nở như một cái bông hoa phát tài núi, mang lại ý nghĩa may mắn tài lộc đến cho gia chủ khi mà chúng ta trưng bày những cái cây phát tài núi như thế này. Đó, thì size cỡ thì đủ loại luôn. Và cái size trung bình chúng em cung cấp thường ở đây là cái tầm là hiện tại là tầm khoảng 20, 30 ha, đến 40 xăng cái mét lóng nha. Đó, quá là đẹp luôn quý vị ơi, một khu vườn như thế này là cả ngàn cây như thế này luôn nè. Quý vị có thể thấy em quay lên cho quý vị xem. Cả ngàn cây luôn ha. Wow, nhanh tay liên hệ với chúng em 0918708965 nha. Wow, quá là tuyệt nha cả nhà ơi. Đó, bây giờ chúng em cũng
quay một sơ một vòng cho các anh xem vườn cho bên nhà em đang cung cấp là cây đang phát triển cực kỳ tốt luôn nha cả nhà ơi. Thì bây giờ chúng em cũng xin nhường cái like clip tại đây. Chúc cả nhà một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại cả nhà vào những clip sau.